là củ sắn nè, rồi hành, rồi tỏi phi gì. Rất là hấp dẫn luôn. Thơm lắm cả nhà ơi, thơm nước mũi luôn. Và sẽ quấn thành cuốn hành, và trong đó sẽ có là những cái món này nè, đậu phộng. Đậu phộng đập, đậu phộng nguyên một hạt. Rồi trứng vịt. Còn kìa, tại chưa đủ. Dạ, rồi lạp xưởng. Sắn ở trong này là nếu mà ăn chay thì mình ăn vẫn được, bỏ lạp xưởng ra. Tại vì ở trong này có lạp xưởng là chay ăn không được này. Có thịt. Còn mà trứng thì đôi khi trứng thì nhiều người ăn được, nhiều người ăn không được, thì mình có thể mình dặn mình ăn ở trong củ sắn không cũng được. Song Hỷ xin kính chào ông bà cô chú và các anh chị đang xem kênh Song Hỷ Vlog. Cả nhà ơi, thì hôm nay Song Hỷ đang có mặt tại thành phố Châu Đốc mà đang trên là chiếc một chiếc xuồng ba lá. Và hôm nay thì Song Hỷ sẽ đi đến một cái ngôi nhà, không phải là cái nhà nữa mà là một chiếc ghe của một cụ bà là cũng ở sống rất là lâu năm. Lúc trước thì nghe nói là cụ ở chung với ông xã, nhưng mà bây giờ ông xã mất rồi, từ lúc mà dịch đó, Covid đó, thì ông đã mất rồi. Thì hôm nay Song Hỷ sẽ đến trao quà và cho bà, vì hiện tại thì tinh thần của bà cũng không có được tỉnh táo, nên là Song Hỷ thì sẽ đến đây để trao quà cho bà. Mà bây giờ thì đang trên một cái chiếc xuồng ba lá. Ôi, chiếc tàu bên kia là đang chạy lại đây nè. Mình vậy là mình phải nhường đường cho chiếc tàu đó. Tàu đó trên nó chạy ngang rồi mình phải chèo qua. Vậy là mình đứng bên đây mình đợi đi, giống như xe mà đứng đợi đèn đỏ vậy đó. Wow, chiếc tàu đó rất là to cả nhà ơi. Wow, sao mà gần quá vậy. Chiếc tàu bây giờ mình phải đợi chiếc tàu đi qua rồi mình mới đi qua được. Dạ, mới chèo qua hả chú ha. Chú ở đây hả chú? Chú bè hay bè chú đây hả? Vậy hả chú? Ở bè rồi có với ai không? Ồ. Hết vợ chú. Con chú có không? Con chú có, nó đi làm. Cái chuyện số 8 giờ tối. Con chú là làm nghề gì? Làm bên máy vi tính cho chữ. Vậy là chú ở đây trên bè. Bè chú là nuôi cá hả hay là không sao? Không có nuôi cá, chú ở bè, ở bè trồng bông chứ bè ở. Đó, bè chú nè. Đâu bè chú đâu? Đây nè, ghé vô nè. Wow. Chú sáng đi tập thể dục chăm cú. Rồi, chú bị tai biến rồi chú chăm cú, rồi giờ chú về đây. Về nhà. Sáng đi qua chợ chăm cú. Chú đẹp quá vậy. Là nhà chú đây hả? Ừ. Hôm nào con qua con chơi. Con chơi nha. Ừ, hôm nay cũng được nữa. Con quán cà phê vậy. Con quán cà phê khóc khi nào. Vợ chú bán cà phê chèo mấy chục năm rồi. Cà phê chèo hả chú? Ừ. Rồi chú không mạnh, chú đi chạy xe ôm. Rồi vậy hôm nào con ghé thăm chú với cô chú nha. Dạ. Dạ. Con chào chú nha. Thì chú nói là chú bị tai biến. Chú ở trên bè với cô. Cô thì bị cộng dây chì quẹt con mắt á, nên là bây giờ cô không có thấy đường. Móc mắt hả cô? Móc mắt. Tội quá à. Nhiều khi mình đi mà mình không có biết, mình đi trên bờ, mình hỗ trợ trên bờ, nhưng mà thật chất ở dưới bè rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn cả nhà ơi. Đó có quán cà phê cho chú vào đây nè, gỡ dịch nó đi. Đây nè, ngay chỗ đèn xanh đỏ nè. Này. Anh này là người chăm hả? Người chăm. Cái đợt mà anh Hải vào với Song Hỷ mà đi trên tàu trên đây nè, là có ghé hỏi thăm anh, tại vì thấy anh có mấy đứa con nhỏ rồi thêm người vợ mà đi bắt cá, mà có khi không có cá nữa, thấy tội lắm. Ở đây thì có
cây xăng dầu, mà ở đây chắc là dầu không à. Tại vì cho những cái tàu á, tàu cá rồi đi qua đi lại. Chào anh nha. Anh nói điện thoại đừng có trả tiền, anh trả cho. Dạ. Đi xuống đây nè, phóng xuống đây nè. Phóng xuống đây sủa nè. Phóng xuống. Dạ bây giờ cô xuyên ghé bè của cô đó đi. Hello Ngọc Hằng nha. Tí xíu nữa cô có quà tặng cho con nè. Bè đó thì gần đây không cô xuyên? Trong này hả? Ở trong luôn. Là bè này là của cổ hả? Cũng bự của ta. À, là trong trong kẹt này. Ý, hình như cô nó ngồi trong đó cả. Hình như có chó hả cô xuyên? À. Mấy cô tặng quà cho Sáu nè. Chào bà Sáu nha. Lưu lại cô Xuyên ơi, để nó cắn. Hiện tại thì bà Sáu ở Mình Nên. Ôi con chó có dữ không ra bà Sáu? Hiện tại thì con có một phần quà gửi tặng cho bà Sáu. Bà Sáu ở đây với ai? Ở Mình Nên hả? Sáu ở đây có Mình Nên hả? Con chó rồi sao? Không sao đâu. Con chó. Tại vì nghe con chó mà mình sợ. Rồi bà Sáu cho con hỏi thăm tí xíu nha, bà ở có Mình Nên hả? Rồi ăn uống thì nấu nướng rồi sao? Nấu nấu cái lò bể kìa. Nấu lò nấu Mình Nên rồi đi chợ đi búa rồi sao? Đi đi chợ không có đi chợ, chỉ nghe cá ở đây nè. Cá đây mình câu cá đây. Cá cho. Người ta cho mình thôi hả? Chứ cơ bà Sáu đâu có làm gì, không có làm gì luôn hả? Chèo đò chút lúc này không cái có này khách còn chèo đâu. Đò không có xin. Chèo không có khách. Có khách. Giờ không có khách, khách du lịch cơ bây giờ không còn nữa. Tại biết sao không, nhiều với lại lớn tuổi rồi. Bà Sáu là 60 mấy tuổi rồi. Mấy giờ ở đây. Bây giờ chắc bà con ở đây ta cho gạo này kia ha. Cô Xuyên cho xin hả? Xin nước tương, dầu ăn, đường, bột ngọt, bột nhỏ nhỏ nhỏ. Trời ơi, cái thuốc trên mè vậy. Cái này nghe nó mục hết trơn rồi nè. Mấy cái chiếc xù này ba lá nó mục hết nó trơn. Làm thợ còn cái để lại cho ông. Nó chết không có hay hay đâu, của mình gia đình tôi dạ. Hay đó. Chào chú nha. Bên số máy. Bên đây hả? Là ông xã cô mất là lâu chưa? Lâu rồi. Đâm đó. Rồi. Còn tiền của đi suy. Nhưng mà cô cổ cũng biết xài tiền bình thường hả? Đó. Tại đợt rồi mà có lợi phỏng vấn khách ra dạ. Cho tiền mà tại tôi đưa lại. Rồi bà Sáu này thì tại vì cũng gần ghe của gần cái bè của cô Xuyên nên là cô Xuyên nói mà đợt trước là Song Hỷ là trước khi mà đi xin việc á, Song Hỷ nói là để Song Hỷ ghé nhưng mà xoay qua cái có công việc nhiều quá nên là không có ghé, giờ tới bây giờ thời điểm này Song Hỷ mới đến. Thì hôm nay con cũng đến rồi gửi tặng cho cô một cái phần nhu yếu phẩm gạo với nước tương nước mắm đó. Con gửi cho cô để cô ở trong này cô có đồ gì vật dụng cô ăn uống này kia. Mà cá bọng rồi chắc người ta cho à? người ta cho phải không? Còn gạo thì mình phải xin hoặc là Dạ mình thì mua. cho, bà ăn có nấu con chút chút mà. Đây con cũng đem một cái phần quà 10 kg gạo với nhu yếu phẩm nước tương nước đường rồi dầu ăn con gửi hôm nay con tặng cho chị Sáu nha. Con gửi thì Sáu này, chị Sáu thích tỏi không? Tại vì nhà chị Sáu có nuôi 2 con chó mà Song Hỷ không dám vào nha. Mình ngồi dưới xuồng êm thì không có gì trơn. Với phần này con gửi thêm cho dì Sáu uống cà phê. Tại nghe nói dì Sáu cũng uống cà phê thường hả? Uống cà phê cho bà có khi nấu cơm khi không nữa. Không có đồ ăn thì nấu cơm không. Vậy mình nay cũng cho cá cho đồ vậy nữa. Hả? Dạ.
con gửi cái tiền này đi, tại vì nghe nói là cô Sáu là uống cà phê nên là Song Hỷ đưa cô Sáu 100.000 để uống cà phê, rồi con gửi cho cô Sáu nha. Dạ. Cái gửi... tiền mua đồ ăn này kia nghe Sáu. Mua đồ ăn uống cà phê, nha. Rồi con rảnh rảnh con thỉnh thoảng con có qua được thì con ghé dì Sáu, dạ con hỗ trợ thêm. Thì giờ thì cái phần nhu yếu phẩm này với cái phần tiền của Song Hỷ gửi cho bà Sáu thì hôm nay thì mục đích là đến để thăm bà Sáu thôi, nhưng mà không lên được, không được lên phía trên được, tại vì phía trên là chó dữ nên là Song Hỷ cũng hạn chế. Đây cũng là một cái đời sống mà thường ngày của các bà con ở sống trên làng bè, và đôi khi cũng gặp trục trặc khó khăn, tại vì nếu mà ở trên bờ thì còn có hộ khẩu nhà nước hỗ trợ, còn nếu mà ở trên bè như thế này thì đâu có được cái cấp cái hộ khẩu, chỉ cấp tạm trú thôi. Cái này nó lị xuống mà chết giống giờ cũng may, bởi vì con sợ là con sợ là cô ở của mình nên đôi khi đau bệnh ban đêm ban hôm á nó cũng có nhiều cái bất tiện cho mình. Chú có trên này luôn không, chú có thường ở trên này không? Đi qua lại ta đi sửa máy hoài à, lại lại có mình ở đây dòm ngó chứ đâu có gì. Cô Xuyên, cô Xuyên nhìn ngó bà Sáu tiếp nha. Đó. Có gì mình hỗ trợ được, hỗ trợ cho bà Sáu. Còn không thì cứ gì có điện cho con, giống như là bệnh này kia thì điện cho con. Con có gì không mấy nhiều cái nhóm để hỗ trợ cho người khó khăn. Có gì cô Xuyên thì thấy bà có gì đó thì cứ điện cho con nha. Thì bây giờ thì Song Hỷ cũng xin phép con cô Sáu con về. Con về bên nhà cô Xuyên, tại vì hôm nay cũng hứa hẹn tặng cho bé Kim Ngân một cái cặp. Bây giờ đi qua bên đó. Con chào cô Xuyên nha. Ê, con chào cô Sáu nha. Nè. Bây giờ con chào chú con về nha. Dạ. Bà Sáu khỏe nha bà Sáu. Em lên đi đổ nấu cơm mà. Cái bè của bà Sáu là lúc trước là còn ông xã, còn chồng á, chồng lúc mà còn sống á thì sao còn không, bây giờ thì bây giờ mục hết trơn rồi. Thì bởi gì chứ cái mấy cái vách lá, mấy vách hiết ở trên là nó bây giờ nó quá trời rượu luôn rồi. Lâu quá không ghé thăm ông Út, bây giờ qua ghé thăm ông Út chút xíu. Bữa nay lục bình quá trời luôn. Lục bình này lúc nhỏ là chơi là bán bánh mì á, lấy cái giữa giữa này nè rồi mình cắt ra bánh mì. Hello Kim Ngân nha. Ủa Ngọc Hân hả? Con chào ông Út. Chào chị ạ. À. Hôm nay lâu lắm rồi mới quay lại nhà của cô Xuyên, của ông Út và cô Xuyên. Ghé thăm chút xíu rồi đi rồi Song Hỷ đi về. Ông Sáu ngủ rồi. Ông Út ngủ rồi. Cho ông Út ngủ đi. Ông Út mới lại nha, con Song Hỷ. Con Song Hỷ. Đây bé ơi, Ngọc Hân phải không? Dạ. Hôm bữa là cô hứa cô cho con cái cặp nè, giờ cô đem qua tặng con nè. Cảm ơn cô. Học giỏi nha con nha. Dạ. Hôm bữa thì Xuyên về tới giờ hứa nhỏ tới giờ mới nhớ trực lại. Mà hên là bữa nay là có dịp qua đây sẵn tặng cho bé luôn. Lấy đi chị. Dạ hứa cho bé, tại vì cái này em có sẵn á, rồi em tặng luôn. Hỗ trợ được. Nhân thương hai chồng này là thấy thằng Nghiệp nó hiền lắm. Cái này sửa máy nói bữa nào qua thấy em chịu rồi nó lấy kỹ cho rồi có tiền gạo rồi ăn. Gần đây không ưa cô Xuyên sát tuổi vừa khó mua luôn. Bữa nay mấy cái chân mình quá trời. Có cá không bộ? Chưa hả? Ngồi sẵn mấy đứa đó. Ngồi dính nó luôn hả? Ngồi dính nó luôn hả? Ngồi dính nó luôn hả?
Có xước mà, có xước mà làm gì? Đóng nước. Cho chị ra. Chị ra. À, yên to kìa. Này còn một người đưa chó nhiều quá. Song Thị sẽ giới thiệu đến mọi người là cái món mà đặc trưng ở Châu Đốc nha, bò bí mật. Song Thị là chúa ăn hàng luôn. Em chào chị nha. À, chị bưng vô chổng đi rồi xong em ra đây cũng được. Đây cả nhà ơi, bò bí mật nha, mà ở đây là củ sắn nè, rồi hành, rồi tỏi phi, rất là hấp dẫn luôn. Thơm lắm cả nhà ơi, thơm nước mũi luôn. À, và sẽ quấn hành cuốn hành, trong đó sẽ có là những cái món này nè, đậu phộng, đậu phộng đập, đậu phộng nguyên một hạt, rồi trứng vịt. Còn kìa, tại chưa đủ. Dạ, rồi lập xưởng. Cho em một cuốn bao nhiêu chị? Dạ, cuốn 5 ngàn. Cuốn 5 ngàn hả? À, cho em cuốn 5 ngàn. Cho em 4 cuốn đi. Dạ. 4 cuốn. Mà ăn bò bía là phải ăn với xương ngọt, với sà tế. Đây, xương ngọt đây. À, sà tế. Dạ. Đó, bây giờ chị cuốn. Thường là thấy Nam bán không ạ? À? Dạ. Chị mới bán đây hả? Dạ, em mới bán mấy tháng nay à. Bởi hàng gì em thấy chị, tại vì ở trong Châu Đốc hình như chị có mấy xe à? Mấy xe đó em không à, của mấy anh em không à? Em của chị. Dạ. Chị tên gì? Tên Hui. Chị Hui à? Dạ. Đó, cả nhà ơi, đây là bò bía nha, xong rồi chị sẽ để cái nhân củ sắn vào. Rồi một tí xíu nữa sẽ để đậu phộng, hột vịt, rồi lập xưởng, rồi quấn lại.
Hường chỉ bán chỗ này không hả, hay là mình đẩy đi? Đẩy đi, đẩy tùm lum á. Đẩy đi tùm lum ha. Dạ. Mình mua đi tí xíu nữa mình đi lên công viên mình ngồi mình ăn. Hấp dẫn ha. À, rất là bình dân nha, một cuốn có 5.000 thôi. Cuốn gì rồi rồi sao biết cuốn nào bự cuốn nào nhỏ? Nó cũng chanh được qua gấp với quen quen tay. Ừ. Tại nó bánh tráng nó khô nó bung ra vậy thôi chứ thực sự nó cũng quen tay chứ quen mắt á. Cuốn cũng cỡ một à. Ừ. Tại vì mình bánh tráng khô tự nó bung ra cái mình hơi bự vậy chứ thực sự nó có lớn mà. Nếu mà mình cuốn nếu mình quen tay. Ừ. Tại chị nói bán cái chị cũng cuốn cũng hơi cái tay mình cuốn khéo không có khéo bằng của thằng em. Ờ anh nên cuốn nhanh lắm nha. Ừ, anh đó nó cuốn nhanh mà đó. Đẹp nữa. Chị thì chị mới bán mình thử ra chị muốn cuốn nó không có gì đẹp không. Anh đó anh bán nguyên xe chứa hộp kìa. Chứa hộp. Còn bên đây là xe bò bía mặn. Cái này mình tương viên hả chị? Dạ, còn chấm viên, năng tương viên chấm ăn. Chị để bọc cái chị để vô cái ly. Để vô bọc này. Cái phía trong cái ly á, đi đâu đổ ra chấm nha bình chị nha. Để không, mà không, không không chị đổ vô ly luôn đi, em đi lên công viên em ngồi mà. À, ngồi nhiều đôi khi mình ngồi mình ăn ở công viên lại ngon. Đợi tới về nhà nó nguội em hết ngon. Ờ, bò bía chị. Ở này bò bía chài. Dạ, chào chị dạ. Ủa đâu tiêu hết tiền rồi. À, đây 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 còn hai còn 30.000 rồi 20.000 phải không chị? Dạ 20.000 dạ cảm ơn. Thôi bây giờ em cảm ơn chị nha. Dạ. Rồi à, bây giờ thì mình di chuyển lên trên này đi mình kiếm cái đá hoặc gì đó mình ngồi mình ăn cho nó mát mẻ. Đây 20.000 thôi ngồi đây luôn đi. Rồi kế mấy mấy anh ngồi đây mấy anh cũng ăn mình ngồi đây mình ăn luôn. Em mượn chỗ em ngồi nha mấy anh. Hay mấy anh ạ. Thấy mấy anh ngồi ăn ngon quá em mua heo giống ăn nè. Vậy hả? Vậy cho em mượn xe lôi đi. Có lấy tiền em không? Tiền bạc gì tầm này anh nói là anh cho Song Hỷ mượn xe lôi ngồi ăn bụi á. Ở đây hả anh à? Ờ, à, cáp treo núi sao? Ủa vậy là anh đi vô núi hả? Ờ, chạy vô núi chị. Chạy vô núi là có vé khứ hồi này là 150 một vé. Đó, là nguyên. Vậy là 150. Trời ơi, có cặp visit luôn hả? Dạ, điện thoại. Ờ, wow, đây cả nhà ơi. À, anh đầy xe lôi tham quan chùa Đài Loan, chợ Châu Đốc, lẩu món bảy bò, ý lộn, lẩu bò bảy món. Có số điện thoại của anh đây luôn nè. Dạ. À, ai muốn du lịch tham quan bè cá, làng chăm sông hơi, massage thì có số điện thoại đây nè, liên hệ chăm nha. Ở đây giá sao anh ha? Thì người lớn là lên xuống là 150. À. Còn trẻ em thì từ 70-75. Ừ, là từ Châu Đốc mình đi vô trong trọng. Không, trong núi là đi lại đó là lên đỉnh á là người lên xuống 150, còn như mình chạy xe lôi vậy vậy trọng á là người đi vô là 100.000. Ở đây. À, đi ra đi. Chạy trong chùa ngay chùa Đài Loan hả? Là người 20.000. Chùa Đài Loan là chùa ngay đây hả? Hai đảo gần núi trong á. À, còn được gọi là chùa Đài Loan. Đúng rồi. Còn khi mình đi ra Châu Đốc á là người ra vô thì là 100.000. À, từ chùa bà mà đi ra Châu Đốc là một người 100.000. Là về đó. Đi vô. Từ ở núi Sam mà đi ra đây là tầm bao nhiêu cây anh đóng nữa không? Có từng khoảng tầm 6 cây. 6 cây là phải đạp xe lôi như vậy. Mà cả nhà ơi, nếu mà về Châu Đốc á mà là cái món mà đặc trưng mà xe và phương tiện phổ biến nhất ở Châu Đốc là xe lôi. Thì cái đợt mà Song Hỷ có quay video mà ở trong núi Sam là đi xe lôi để đi đón Kinh Nông á, là cũng là những cái dạng xe như vậy nè. Đó. Thì khi nào mà cả nhà có về Châu Đốc mà muốn mà đi xe lôi như thế này thì liên hệ cho anh Đầy nha. Anh có nhận xe chạy từ núi Sam về tới Châu Đốc luôn. Thường ở đây là khách du lịch nước ngoài người ta đi đến đây rất là nhiều luôn. Hồi sáng là Song Hỷ định là quay mấy anh chị nước ngoài về đi xe lôi người ngồi chiếc xe như vậy nè, đi vòng vòng Châu Đốc. À, chị quay không có kịp. À, hẹn lần sau nha. Anh mời anh ăn bò bía chung với em. Trời ơi,
Cho em mượn chiếc xe em ngồi chút xíu nha. Ngồi tới chiều luôn. Để là tới 4 giờ mới chạy đi. Ủa vậy là nghỉ ngơi hả? Trong thời gian này nghỉ ngơi hả anh hả? Nghỉ đây là chiều tới 4 giờ mới về. Dạ. 4 giờ mới chạy tối là 11, 12 giờ mới về nhà trong kia. Ồ, cực quá anh ha. Ở trọ, ở tới mình anh à. Ở trọ hả? Không có vợ hả? Vợ thôi rồi. Ăn chung với em đi anh, ăn cuốn đi. Nè, nè ăn chung với em đi. Được rồi, dùng cách chung với em đi cho nó vui. Không ăn đâu, 15 cuốn mới đủ. Trời ơi, giọng cười. Em mời cả nhà nha, bò bía mặn Châu Đốc. Đó, xin mời cả nhà. Ngon quá thôi rồi. Lâu lâu ăn lại ngon hết thảy luôn. Được 4-5 ngàn. Cay quá, ớt nhiều cay quá. Nhưng mà ngon. Sao tế này chị làm ngon lắm. Rồi, cả nhà ơi, xong hãy mở hàng các chị, khách đứng đợi luôn. Đó, khách đông ghê không? 3-4 người ngồi đợi luôn á. Đặc biệt tương ở đây chị làm rất là ngon nha. Cái vị hậu ngọt ngọt mà mặn mặn, ăn rất là thơm luôn. Kèm theo sao đến sa tế. Mà sa tế ở đây cay lắm. Sa tế chị để chút xíu mà cay rồi, mà nó thơm. Rồi củ sắn ở trong này là nếu mà ăn chay thì mình ăn vẫn được. Bỏ lạp xưởng ra. Tại vì ở trong này có lạp xưởng là chay ăn không được rồi. Có thịt. Còn mà trứng thì đôi khi trứng thì nhiều người ăn được, nhiều người ăn không được. Thì mình có thể mình dặn, mình ăn ở trong củ sắn không cũng được. Đó. Có người đó mới nói gì? Rất là ngon luôn. Củ sắn mềm lắm. Củ sắn này là xào lên cái vị hơi hậu rồi, rất là vừa ăn mặn mặn. Mấy anh đã thư giãn, tại vì á sau 4 giờ chiều mới chạy ngược vô núi đón khách. Giờ thì nghỉ ngơi, ăn uống. Chai. Nếu mà lại phải để ít ớt thôi, tại vì ớt hơi nhiều á, nó cay quá. Đó luôn. Trong này được 2 miếng lạp xưởng, 5 ngàn được 2 miếng lạp xưởng, trứng nè, rồi đậu phộng. Đậu phộng rất là thơm. Muốn chạy vào thử quay luôn không? Chạy vòng 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 chứ. Dạ. Không có lấy tiền đâu sợ. Không, bữa đó em đi rồi. Ừ, em đi rồi. Em đi của các anh mà đội nó hồng hồng á, ở trong núi Sam á. Em đi hết bữa hổm rồi. Nói chung ra cái xe lôi này là thời khẩu xưa từ ông bà đỡ trở lại tới bây giờ. Dạ. Không phải là mới thành lập đây là mấy chục năm rồi. Rồi đó lâu lắm rồi. Rồi tôi chạy xe lôi này là 30 năm. Anh chạy xe 30 năm. Chạy hoài vậy đó, buôn cái nghề này ra tới tháng 4, qua khỏi tháng 4 là bắt đầu đi làm hồ, làm thuê rồi. Làm thuê anh hả? À, là đâu có còn chạy xe nữa, đâu còn khách nữa đâu chạy. Tại vì chùa Bà đó là bà, chùa Bà thì khách du lịch người ta chỉ đi từ tháng 1 tới tháng 4. Từ tháng Giêng. Tháng Giêng đến dạ, tháng 4. Tháng Giêng tới tháng 4 là nó hết khách rồi. Nếu mà hết khách là mình phải đi làm hồ. Đúng rồi, đi phụ hồ ha, mua đi buôn bán này kia đó. Dạ, có nhưng mà mình chạy nếu mà khách địa phương mình cũng ít đi. Yeah. Tại vì khách địa phương đa số là đi bằng xe gắn máy hoặc là đúng đi rồi, xe ở đây thôi. Nói chung ra ai cũng có xe hết trơn á. Người nào khổ dữ lắm cũng phải có chiếc xe gắn máy để đi. Yeah. À, rồi cho nên đó, đâu có ai chịu đi đây. Ta chẹt chỗ đó, ta lấy xe nhà để đi, đi chợ để lấy xe nhà ta đi, chứ mắc gì phải đi xe lôi. Ở trừ ra xe lôi này là có cuốc chở đồ nữa. Yeah. Là mình chở đồ được thôi. Cái đồ kinh càng đó là tủ bọng này này kia đó là mình dùng xe lôi thôi. Yeah. Nó bất đả lắm. Chứ mà xe lôi này thì chỉ có khách du lịch hoặc là khách ở xứ khác, tỉnh khác đến đây. Tại vì đa số là xe lôi chỉ là
phổ biến tại Châu Đốc thôi, An Giang thôi. Còn nếu mà những cái tỉnh khác á, thì người ta sẽ đi xích lô hoặc là xe khác, xe con, xe lôi, xe lam gì đó. Thì ở đây thì chỉ là đặc trưng là xe lôi thôi. Nếu mà khách tham quan và khách du lịch mà muốn mà về Châu Đốc mà trải nghiệm xe lôi như thế này để mà đi dạo á, thì có thể là liên hệ trên đầy nha. Thì có số điện thoại rồi, có giá cho những cái vé mình luôn. Vé khứ hồi thì một vé thì 150 là đi từ núi Sam. Từ dưới chân này lên đỉnh là đi xuống, là cáp treo á là đi là 150. Còn ủa là đi lên núi luôn hả? Cáp treo luôn hả? Đi cáp treo này là vé cáp treo mà, đâu phải là vé xe lôi. Ồ. Xe lôi là từ Chùa Bà đi vòng vòng vậy đó, là người đi đi chơi vòng vòng vậy là người 50.000. Ờ gì rất là hợp lý mà. Còn em tưởng nãy là giờ là vậy, cái này là giá xe lôi nào mà chạy nổi. Đâu có xe lôi nào mà chạy nổi đâu. Đây cả nhà ơi, đây là cáp treo núi Sam, là vé đi núi, xin đính chính lại nha. Là cáp treo núi Sam là cái vé này là vé cho đi lên từ ở chân núi đi lên tới trên cáp. Đó. Như vậy. Còn xe của anh thì đi, anh chạy từ vòng vòng châu ở trong núi Sam là bao nhiêu? Trong là một người 50.000 đi chơi. 50 đi chơi ha. Còn nếu mà lỡ nhiều khi mà đi từ núi Sam mà ra Châu Đốc thì bao nhiêu? Một người đi ra 50, về 50 là 100.000. À, rồi, vậy em hiểu rồi. Từ trong chùa Bà ra ngoài chùa Đài Loan là đi ra vô là 40. Đi là hai tour là đi về đó. Hai tour ha, 40.000. Vừa đi vừa về. Đúng là khứ hồi là 40.000. Xe lôi mình chở được 4 người, 5 người, có khi người lớn quá mình chở được 3 người. Vậy là mình cái này là cáp treo. Cái đó là cáp treo. Nếu mà được như vậy thì mình có được hưởng hoa hồng gì không? Nếu mà mình chở khách vô á là được 10.000. Bây giờ lên được 15.000. Vậy cũng được ha, cũng hợp lý. Tại vì phải chia hoa hồng cho các anh chứ, mà bây giờ khách du lịch nhiều khi không biết về núi Sam mà cũng không biết cáp treo là như thế nào, rồi đi đâu để du lịch điểm, những cái điểm nào mà để mình chụp hình. Thì cũng có mấy anh quảng cáo một phần nào đó thì đó, cũng chích một phần hoa hồng cho quảng cáo. Đó. Dạ đúng rồi. Chứ là cũng là nhờ mấy anh quảng cáo rất là nhiều luôn, để mà cái địa phương mình nó phát triển nhiều hơn. Rồi em cũng cảm ơn anh nha. Rồi không có gì. Thôi cả nhà ơi, thì bây giờ Song Thủy sẽ đi tiếp cái hành trình của Song Thủy nha. Mọi người cùng đón xem. Song Thủy xin chào cả nhà. Hiện tại thì Song Thủy, cái video Song Thủy mà hôm bữa mà có quay trên YouTube của Song Thủy á, thì có được một mạnh thường quân gửi tặng cho cô chú. Chú Mẫn á, cái chú mà bị tật một cái chân á, nên là hôm nay là Song Thủy đã nhận được tiền và đi đến đây để trao tiền cho cô chú. Và 100 được một mạnh thường quân giấu tên, tại vì không có cho công khai, nên là Song Thủy sẽ là gọi là mạnh thường quân giấu tên. Cái số tiền là 100 đô, nhưng mà ở chỗ Song Thủy thì đổi được 2.350.000. Và hôm nay là Song Thủy sẽ đi xuống đây để trao tiền tặng tay đến cô chú. Chú Mẫn ơi, có con chó không chú Mẫn? Tại vì ở đây có hai con chó nó dữ lắm, nên là phải hỏi trước để đi vào. Nó con sợ chó. Tại vì ở đây thì có hai con chó nó rất là hung dữ, nên là coi nhà, nên là phải hỏi trước khi mà mình vào, để không thôi là mình bị phập là tiêu luôn. Có cô ở nhà không chú? Dạ. Chuẩn bị về cho chú hả? Ôi bữa nay cái này ngập thôi. Bữa nay cái này là nước đang vào, hôm bữa Song Thủy là chưa có vào. Bữa nay nước nhiều nè chú hả? Nước lớn hả? Hôm bữa con lên là cái này nó chưa có bị chìm như vậy đâu. Ồ. Má. Yến Nhi à. Có Yến Nhi và Bích Tiền đang đứng ở đó rồi, không dám vô. Cô thì cô đang đi chợ rồi, còn có mình nên chú ở nhà. Bây giờ đứng đợi đi. Đợi cô về đi. Cô đi lâu chưa chú? Cô đi lâu chưa? Lâu rồi, vậy con đợi tí xíu đi. Ôi
Ở bên đây bữa nay cái ghe bên đây nó cũng bị chìm luôn. Tại vì nghe nói chú nói là bữa nay là nước lớn. Một cái nước mà vào rồi là nhấn chìm luôn. Bữa nay là 2-3 cái tàu là mất tiêu hết trơn. Hôm bữa là Song Hỷ có quay đó là thấy còn thấy mấy cái tàu bên đây, bây giờ là mất tiêu luôn. Cái này là bây giờ mất tiêu luôn rồi nè. Đây bông lục bình. Cái bông lục bình mà hôm bữa mà Song Hỷ ăn mắm mùa hóc chung với cái chị, với cô Tư ở trong Chi Lăng á cả nhà. Đây bông lục bình. Ở đây thì nhiều lắm nhưng mà không có ra chợ bán, chưa có thấy ai bán ở ngoài chợ chứ á. Chỉ là lấy mấy cái lục bình này để đăng dây thôi. Thôi mình ngồi đây mình đợi đi. Ngồi đây đợi đi chứ giờ phải đợi cô về, cô dẫn vô chổng mới được chứ giờ hai em đang đứng canh cái gì kiểu đó mà vô cái là phập liền luôn. Cô có xài điện thoại không chú? Có hả? Giờ phải đợi cô về mới được. Bữa nay nước lên á nên là lục bình trôi vô đây quá trời, dạt vô đây quá trời luôn. Coi chừng đinh đó chú ơi, con thấy đinh nhiều lắm á. Chú đi cẩn thận. Tại vì ở đây hai con chó nó theo, nó giữ kiểu ghe, nó giữ lắm cả nhà ơi. Nên là không có dám xuống. Xuống một cái là bảy mũi. Bảy mũi chắc xin liền. Thôi đừng có nhìn mà, sợ quá à. Cô đi chợ mà không biết khi nào mà cô về nữa. Nên là bây giờ đứng ở đây đợi. Ê, đi con. Nè. Em. Ôi, định phóng qua gì á. Lẹ con, đi vô nè. Nên đi ra hoài mất này. Thôi nghe lời ghê luôn, đi vô kìa. Còn em Yến Nhi màu vàng là chưa có chịu vô. Vô đi con, đi vô chỗ này. Bây giờ chắc cô về không kịp thì Song Hỷ chắc trao tiền cho chú luôn quá. Đi Song Hỷ qua trao tiền cho chú luôn để Song Hỷ còn đi tiếp cái hành trình của Song Hỷ nữa. Con ngồi bên đây nha chú nha. Chú xích lại đây. Dạ. Có con chó không chú, nó còn đứng ở bên đó rồi chú ơi. Không sao đâu. Con sợ quá. Có tôi la nó. Nó gừ nghe ghê quá. Ngồi đi. cái ghe này cũng mục quá, mục luôn. Mục rồi. Nó bắt rồi nó không quá, không gì chứ để gì. Giống như mình niêm phong vậy mà. Dạ. Hôm nay có mục đích của con đến đây. Hôm bữa con có quay cái video của cô chú là trao quà đó. Dạ. Con cũng được quý Mạnh Thường Quân, cháu tên, gửi tiền cho cô chú. Được 100 đô mà con đổi ở đây thì được 2.350.000. Dạ. Để gửi cho cô chú trang trải cuộc sống của mình á. Thì giờ con cũng cô thì cô đi chợ rồi. Giờ con ghé đây thì chỉ có chú ở nhà thôi. Mà đợi cô thì không biết cô nào cô không về. Không biết chừng nào về nữa. Thôi giờ con gửi tiền cho chú luôn đi để con nhận được tiền của Mạnh Thường Quân hồi hôm trước. Hôm trước là hồi bữa nay là mấy tay ta? Bữa nay bữa nay là 22 thì con nhận tiền là bữa 20 tháng 2. Dạ. Thì bữa nay con mới có thời gian, tại nhà cũng có tiệc á. Nên là hôm nay con đến đây con gửi cho chú, cô chú là 2.350.000 là cái tiền Việt Nam con đổi ra. Dạ. Đây cả nhà ơi, đây là một cái số tiền mà 100 đô ở của một Mạnh Thường Quân ở nước ngoài gửi về nhờ Song Hỷ đem đến tặng nơi cho cô chú. Thì hôm nay là Song Hỷ sẽ đem gửi cho cô chú làm đến tay cô chú nha. Đây con sẽ gửi cho cô chú là 2.350.000.
Dạ. Là cái phần này là sẽ trang trải cho cuộc sống của cô chú. Nếu mà tuy Mạnh Thường Quân hỗ trợ chút ít nhưng mà cũng là cô ít lòng nhiều. Nhờ cô chú là cũng gán giữ gìn sức khỏe nha, ăn uống cho nó điều độ tí xíu. Dạ. Nhưng mà ăn mà ít quá mà lớn tuổi mà sức khỏe cũng không có nữa cả nhà ơi. Nhiều khi mà bệnh tật mà không có tiền mà đi khám bệnh này kia nữa. Lớn tuổi hết trơn rồi. Với lại mình có lên đây mình kiếm cái gì mình làm thêm không? Có đó. Lên có định lên trên này làm bán với vé số vậy không? Không, giữ xe tiếp cho thằng cháu đó rồi nó cũng cho chục, năm sáu chục vậy đó. Một ngày hả chú hả? Dạ. Một ngày năm sáu chục ha? Dạ. Cũng đỡ khổ. Chứ mà giữ ghé đây là có 500 ngàn tháng. Có 500 ngàn ngủ giữ. Bữa nay thì nước lên đó chú ơi. Con thấy cái nước cái lớn. Con thấy cái chạc của chú quá trời lắc rồi kìa. Dạ. Ban đêm ban hôm này kia lỡ mưa gió này kia nó cái chẹt quá không biết sao cũng dáng chịu. Rồi cô chú ơi, coi có cần gì cái số tiền này nè, có cần thay lá gì đó, lợp lá gì mới gì đó thì lợp. Dạ. Còn nhiêu thì để ăn uống này, ăn uống vô bồi bổ vô cho có sức khỏe. Thì hôm nay mục đích của con cũng đến đây cũng trao tiền cho cô chú. Dạ, cảm ơn nhiều của con. Dạ. Thì con cũng chúc cô chú là sức khỏe dồi dào nha. Dạ. Và bây giờ thì Song Hỷ sẽ di chuyển tiếp về cái hành trình của Song Hỷ. Cả nhà cùng đón tiếp tục nha. Rồi con cảm ơn chú nha. Dạ. Con xin phép về nha chú nha. Dạ con. Dạ. Chú cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Rồi con cảm ơn chú. Dạ. Dạ cái này nè.